Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin liên quan tới cuộc bầu cử nghị viện châu Âu. Một chiến thắng nữa của Thủ tướng Ý vào chiều ngày 9 tháng 6, các cử tri của Ý bắt đầu bỏ phiếu để bầu ra 76 ghế trong nghị viện châu Âu mới cùng các cuộc bầu cử địa phương tại hơn 3.700 đô thị và vùng Piedmont. Thủ tướng Giorgia Meloni và đảng huynh đệ của nước Ý của bà đang trên đường giành được chiến thắng lớn, tiếp tục bỏ xa các đối thủ trong liên minh cầm quyền như là đảng Liên đoàn, chống người di cư và đảng Forza Italia trung hữu. Thủ tướng Meloni duy trì được tỷ lệ ủng hộ ổn định từ khi bà trở thành thủ tướng vào tháng 10 năm 2022, một phần nhờ vào phe đối lập trung dung và phe cánh tả bị chia rẽ, cũng như sự giảm bớt ủng hộ đối với hai đảng còn lại trong liên minh cầm quyền. Thủ tướng Meloni, người đứng đầu nhóm bảo thủ và cải cách châu Âu, đích thân lãnh đạo chiến dịch tranh cử của đảng mình với mục tiêu đạt được tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao để giành được càng nhiều ghế càng tốt và tác động tới việc hình thành các liên minh trong nghị viện châu Âu tương lai. Tuy nhiên, trước khi có thể trở thành một người quyền lực tại liên minh châu Âu, thì Thủ tướng Meloni cần phải vượt qua hai trở ngại ở trong nước. Một là Phó Thủ tướng Matteo Salvini là người đứng đầu đảng Lega thuộc nhóm bản sắc và dân chủ. Hai là khả năng phe cánh tả được giữ vững, cũng như phong trào do cựu Thủ tướng Giuseppe Conte lãnh đạo. Ngoại trưởng của Anh nhận được một cuộc gọi từ kẻ mạo danh là cựu Tổng thống của Ukraine. Ông David Cameron, cựu Thủ tướng và hiện nay đang là Ngoại trưởng nước Anh, đã nhận được một cuộc gọi video lừa đảo từ một người tự xưng là cựu Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh cho biết, một số tin nhắn văn bản đã được trao đổi sau một cuộc gọi video ngắn giữa Ngoại trưởng Cameron và một người nào đó tự xưng là ông Petro Poroshenko. Bộ đã điều tra và xác nhận rằng đó không phải là sự thật và các tin nhắn cũng như là cuộc gọi video đều là một trò lừa đảo. Thời điểm diễn ra cuộc gọi không được công bố, ông Poroshenko đã lãnh đạo Ukraine ở trong giai đoạn từ 2014 đến 2019. Tuyên bố nêu rõ, Bộ Ngoại giao của Anh công khai thông tin về cuộc gọi lừa đảo này để cảnh báo mọi người về những rủi ro tiềm ẩn. Sang qua nước Pháp, ba người bị bắt giữ vì đã vẽ hình quan tài lính Pháp ở Ukraine. Ba người là công dân của Moldova đã bị bắt giữ với cáo buộc là vẽ hình quan tài có dòng chữ lính Pháp ở Ukraine ở thủ đô Paris, ám chỉ chính sách đưa quân tới vùng chiến sự của Tổng thống Macron. Nhóm người này đang bị các nhà điều tra thẩm vấn. Cảnh sát tại Pháp chưa công bố danh tính cũng như động cơ của những người này. Ở giai đoạn này, chúng tôi vẫn chưa loại trừ khả năng có sự can thiệp của nước ngoài. Văn phòng công tố tại Paris cho biết như trên. Bộ Ngoại giao của Moldova cho hay, những hành động này là một phần chiến lược phối hợp nhằm gây tổn hại tới hình ảnh quốc tế của đất nước chúng tôi. Chính quyền Moldova sẵn sàng hợp tác với Pháp để điều tra rõ ràng hành động này và bắt giữ những người liên quan phải chịu trách nhiệm. Sự việc mới nhất xảy ra sau khi 5 chiếc quan tài có dòng chữ lính Pháp ở Ukraine ám chỉ những người lính Pháp được đưa tới Ukraine sẽ không thể sống sót để trở về nước. Những chiếc quan tài này bị bỏ lại gần với chân tháp Eiffel. Bên trong quan tài chứa thạch cao. Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron hồi tháng 5 cho hay nước Pháp có thể đưa quân tới Ukraine nếu như phòng tuyến của quân đội Kiev bị chọc thủng. Ông Macron cho biết như sau, Liên minh châu Âu đã đồng ý đưa quân đội Pháp tới Ukraine. Điện Kremlin chỉ trích những lời phát biểu của Tổng thống Pháp, mô tả đây là điều đặc biệt nguy hiểm. Các giới chức của Pháp đang điều tra hành động can thiệp từ nước ngoài, đặc biệt là từ nước Nga, nhắm với vào công việc nội bộ trong một số sự việc hồi gần đây, như là vẽ hình graffiti bàn tay màu đỏ lên đài tưởng niệm nạn diệt chủng của người Do Thái vào tháng trước. Ba nghi phạm trong vụ này được cho là đã trốn thoát ra nước ngoài. Ukraine tuyên bố lần đầu tiên tấn công được tiêm kích Su-57 ở trong lãnh thổ của Nga. Tổng cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, tiêm kích Su-57 đã bị đánh trúng khi đang đậu ở sân bay Astubinsk thuộc về Cộng hòa Astrakhan ở miền nam của nước Nga. Căn cứ này nằm cách tiền tuyến ở miền đông Ukraine 589 cây số. Cơ quan tình báo quốc phòng của Ukraine đang ở trên Telegram rằng các bức ảnh vệ tinh cho thấy có miệng hố từ các vụ nổ và những thiệt hại do hỏa hoạn gây ra. Đây là lần đầu tiên một chiếc Su-57 bị đánh trúng. Bài đăng không nêu rõ Su-57 bị tấn công như thế nào hoặc là bởi đơn vị nào của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng của Anh năm ngoái cho biết Astubin là căn cứ duy nhất dành cho các tiêm kích tàng hình thế hệ mới nhất Su-57. Blogger quân sự nổi tiếng của Nga là Fighter Bomber cho biết, thông tin về cuộc tấn công vào Su-57 là chính xác và nó đã bị máy bay không người lái đánh trúng.
Blogger này cho hay SU-57 bị trúng mảnh đạn và giới chức đang đánh giá về thiệt hại để xem liệu có thể sửa chữa được hay không. Nói thêm rằng nếu như không thể khắc phục thì đây sẽ là chiếc SU-57 đầu tiên bị phá hủy. Bộ Quốc phòng của Nga hiện nay chưa lên tiếng về thông tin từ phía Ukraine. Bộ này trước đó cho biết là lực lượng phòng không của Nga đã bắn hạ máy bay không người lái ở khu vực Astrakhan. Trong lúc chưa thành lập xong nội các thì tân thủ tướng của Haiti phải được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tân thủ tướng của Haiti là ông Gary Conil đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hãng thông tấn Reuters và AFP đưa tin vào ngày 9 tháng 6 cho hay ông bị lên cơn suyễn và các bác sĩ đang túc trực bên giường bệnh của ông. Ông Gary Conil, 58 tuổi, vừa tuyên thệ nhậm chức hôm 3 tháng 6 vừa qua sau khi ông được hội đồng chuyển tiếp của Tổng thống Haiti bổ nhiệm vào ngày 29 tháng 5. Ông từng là bác sĩ và cũng từng giữ chức thủ tướng của Haiti trong thời gian ngắn từ năm 2011 tới năm 2012. Và gần đây nhất, ông giữ chức vụ giám đốc của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, tức là UNICEF trong khu vực này. Kể từ khi lên nhậm chức, ông đã tổ chức nhiều cuộc họp với các bên trong khi phối hợp với hội đồng chuyển tiếp tổng thống để thành lập một tân nội các. Trước khi gục xuống và được đưa khẩn cấp vào bệnh viện, ông đến thăm phi trường quốc tế của thủ đô Port-au-Prince và ca ngợi những cố gắng của lực lượng an ninh cho phép các chuyến bay được nối lại sau thời gian gián đoạn hơn 3 tháng vì các băng nhóm tội phạm liên tục tấn công. Haiti đang trải qua cuộc khủng hoảng về lãnh đạo sau khi Tổng thống Moïse qua đời trong vụ ám sát vào năm 2021 và Thủ tướng Henry từ chức vào tháng 3 năm nay sau khi xuất ngoại để tìm kiếm sự trợ giúp cũng như không thể quay về nước. Chưa rõ người nào sẽ tạm thời thay thế ông Conil trong thời gian sắp tới. Cảnh sát Cộng hòa Czech bắt giữ được một nghi phạm liên quan đến đe dọa khủng bố. Thông báo của Cảnh sát Cộng hòa Czech cho biết, lực lượng này đã bắt giữ một người đàn ông Nam Mỹ, nói tiếng Tây Ban Nha, vì liên quan đến đe dọa khủng bố. Cộng hòa Czech đã tăng cường những biện pháp an ninh tại những địa điểm công cộng, trung tâm mua sắm, phương tiện giao thông công cộng và nhà ga ở thủ đô Prague. Hội đồng An ninh Nhà nước của Cộng hòa Czech dự kiến sẽ họp vào ngày 10 tháng 6. Sau đó, Bộ Nội vụ sẽ cung cấp thêm thông tin. Thông báo của Cảnh sát Czech cho biết, nhờ sự giúp đỡ của công chúng mà các nhà điều tra hình sự thuộc về cơ quan chống chủ nghĩa cực đoan và khủng bố đã truy tìm và bắt giữ được một người đàn ông tình nghi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Người đàn ông này đã bị truy nã và hiện nay cảnh sát đang phối hợp với các lực lượng an ninh khác để điều tra vụ án. Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Czech cho biết toàn bộ cảnh sát ở thủ đô Prague đã được lệnh chuyển sang trạng thái chống khủng bố để đề phòng tất cả những người khả nghi, đặc biệt là ở các khu vực gần trạm xe bus hay là các bến tàu. Các giới chức của Quỹ tiền tệ quốc tế kêu gọi Hoa Kỳ hãy giảm gánh nặng về tài chính. Nhật báo Financial Times mới đây trích dẫn lời Phó Tổng Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, đó là Geeta Gopinath, kêu gọi Hoa Kỳ hãy giảm bớt gánh nặng tài chính đang ngày càng gia tăng. Theo Phó Tổng Giám đốc của IMF, thì tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế lớn nhất thế giới này, tức là Hoa Kỳ, đã mang lại cho Hoa Kỳ có đủ cơ sở để kiểm soát chi tiêu và tăng thuế. Số nợ mà chính phủ Hoa Kỳ đã tăng gần 50% kể từ đầu đại dịch COVID-19 cho tới nay, làm dấy lên mối lo ngại cho cả Wall Street Journal và chính phủ Hoa Kỳ. Hiện nay, khoản nợ của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ lên tới 34.500 tỷ Mỹ Kim, tức là nhiều hơn khoảng 11.000 tỷ Mỹ Kim so với tháng 3 năm 2020. Văn phòng ngân sách của Quốc hội Hoa Kỳ đã công bố những số liệu rất đáng lo ngại. Cơ quan giám sát này ước tính số nợ do người dân nắm giữ hiện nay tổng cộng là 27.400 tỷ Mỹ Kim và không bao gồm số nợ của chính phủ sẽ tăng từ mức tương đương 99% tổng sản phẩm quốc nội GDP hiện nay lên tới 116% GDP trong thập niên sắp tới. Việc Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, tức là FED, tăng phân lời để làm phức tạp thêm tình hình nợ nần. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2022 cho tới tháng 7 năm 2023, Ngân hàng Trung ương đã tăng phân lời tới 11 lần, tổng cộng là 5.25%. Chính sách thắt chặt tiền tệ tương ứng với sự gia tăng mạnh mẽ của phân lời trái phiếu của chính phủ.